Ngày 8 tháng 11, phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng ghi nhận thực tế phản ánh của người dân tại thôn 7, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng về tình trạng nguồn nước quanh quặng bô xít của công ty nhôm Lâm Đồng bị ô nhiễm. Theo người dân, tình trạng này bắt đầu từ năm 2021, khi công ty nhôm Lâm Đồng đến đây để khai thác bô xít. Những tuần gần đây, nguồn nước càng bị ô nhiễm nghiêm trọng khi hoạt động khai thác bô xít đến gần, chỉ cách 30-40 mét. Đến 92.000 là nước vẫn dùng đều như vậy, nhưng mà cái khoảng tháng 9 tháng 10 của năm 22 là có một lần là nước nó đục, là kêu bán thôn rồi là mấy người bố trí là đưa vòi về mắc rồi là chuyển nước giếng khoan về cho bà. Sau khi ghi nhận tình trạng nước giếng của người dân bị ô nhiễm, công ty nhôm Lâm Đồng đã khoan hai giếng nước. Tuy nhiên, nước sau khi bơm lên bể chứa thì dẫn trực tiếp đến khoảng 80 hộ dân và hai trường học mà không qua hệ thống xử lý nào. Nhưng người dân vẫn phải trả mức phí 2.000 đồng một mét khối nước từ hệ thống giếng này. Gần đây, nước của một trong hai giếng có màu đỏ đục khiến nhiều hộ dân hoang mang, không dám sử dụng, mà phải đi chở nước từ xa hoặc mua nước bình để sinh hoạt. 3 ngày không có nước, bây giờ có nước thì lại đục ngầu. Sao mà xài? Ngoài ra, người dân tại đây còn phản ánh, hoạt động khai thác bô xít diễn ra cả ngày lẫn đêm, ngay sát khu dân cư, khiến nơi đây luôn bị ô nhiễm bụi đất, tiếng ồn. Liên quan đến vụ việc, chúng tôi đã liên hệ với lãnh đạo công ty nhôm Lâm Đồng nhưng không nhận được phản hồi. Trước những bức xúc của người dân, Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lâm đã lấy mẫu nước giếng khoan mà công ty nhôm Lâm Đồng đầu tư để đưa đi kiểm định chất lượng, hiện đang chờ kết quả. Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi kết quả, người dân nơi đây vẫn phải sống với tình trạng trên.